Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đâu? Ui, ui. Hồi như cái em ạ. À, hồi như cái em ạ. Hồi như 3 kill rồi các bạn ơi. Hồi như rẻ tiền cái em ạ. Hồi như chip money. Đâm nó nhưng cậu cái em ạ. Wow. Cậu thật rẻ tiền. Hồi như chip money rẻ tiền. Tại sao bạn lại là một con người rẻ tiền như vậy? Sát thủ ơi, vô kích Quân Nhi ra khỏi quân đoàn bạn ơi. Đây người ta gọi là qua cầu rút ván này, ăn chào đá bát này các bạn này. Đúng rồi, chuẩn đấy. Mai cậu phát biểu cậu quá chuẩn luôn gì ạ. Quân Nhi ơi, cậu đừng rẻ tiền như vậy được không bạn? Tại sao bạn có thể làm như vậy với người đã cứu bạn? Ơ Quân Nhi xuống xe đi cậu, cậu không xứng đáng rồi. Đây các bạn này. Chạy đây các bạn này. Adu. À, bú. Rẻ tiền. Mình không đâm đâu. Uầy, các bạn bán ghê vậy. Tại sao vậy các bạn ơi? Tại sao các bạn lại như vậy? Mạng đầu tiên. Mạng đầu tiên của mình và các bạn lúc đầu không tự tiếp. Mình không kill các bạn ơi. Các bạn đã là cái gì vậy? Chứ mình không kill. Mình một kill Quân Nhi, 3 kill rồi bạn ạ. Vote kick Quân Nhi khỏi quân đoàn các bạn ơi. Một phiếu nhá. Hai phiếu nhá. Phiếu thứ hai nhá. Ok, 3 tìm co, 2 trên 3. Tìm co. Team 2 trên 3. Tí kích luôn anh em ạ. Kích luôn khỏi con đoàn các bạn ơi. Để đây. Hôm nay tí mình sẽ kích bạn ra khỏi con đoàn vào đây. Bạn không xứng đáng ở trong SK team. Wow. Bởi vì bạn ăn quá nhiều mạ. Con đoàn của chúng ta không thể chứa chấp chứa chấp bạn được, bạn hiểu không? Cậu nên vào con đoàn KS team con đi ạ. Đấy, chúng mình không thể chấp nhận được cái sự rẻ tiền của bạn. Hoặc là cậu có thể tao có đàn, tao thích có đàn. Ý. Wow. Hôm nay anh có đi qua bến xe Mỹ Đình không? Em thấy ai giống anh lắm em ơi. Hôm nay đi nước ngầm em ơi, anh đâu có đi Mỹ Đình em. Tao chơi sửa à? Tao sửa các bạn. Có thể ai đâu? Đâu, thế nào? Wow. Đâu? À thế 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 thế. À, thế rồi các bạn ơi, thế rồi các bạn ơi. No. No các bạn ơi. No, các bạn đã ăn mạng rồi. Ui, 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 các bạn ơi, làm gì vậy? Các bạn tôi, lút đồ ghê vậy các bạn ơi. Oh, ui, Huân Nhi lại có bạn nữa. Wow, Huân Nhi im lặng các bạn ơi. Đậu xanh, Huân Nhi chỉ có mạng này. Huân Nhi im lặng. Huân Nhi rẻ tiền các bạn ơi. Không ăn được ngoài tập nên Huân Nhi bảo bên ngoài kìa các bạn. Ồ. Tại sao chúng ta lại có một cái người đồng đội rẻ tiền như vậy? Ê, Quân Nhi đánh là hướng chúng ta. Sao bạn ơi? À, Quân Nhi giả vờ ăn mạng à? Được. Quân Nhi hay lắm các bạn ơi. Đánh là hướng chúng ta. Tại sao vậy các bạn ơi? Ui, Quân Nhi lại có mạng rồi. Được. Quân Nhi lại này. Có mạng rồi. Trời ơi. Mình nghĩ là sau trận này thì mình sẽ kích luôn Quân Nhi ra khỏi quân đoàn anh em ạ. Đừng đi hướng đấy. Mình chỉ muốn bắn mấy quả trứng thôi mà bạn. Mình chỉ muốn bắn mấy quả trứng nữa thôi mà bạn. Ồ, nâu trứng các bạn ơi. Hết trứng rồi. Ơi, lên xe này. No, mình thích xe này chạy nhanh hơn bạn ơi. Đẹp mà. No. Ê, nhanh không, xong, đẹp, con đi đẹp không giúp điều gì cả. Được bạn ạ. Hãy lên xe mình đi bạn ơi. Cậu ghét mình, cậu nói một câu. Cả vì thế. Mình mới đẹp không giúp giải quyết điều gì cả bạn ơi. Nỡ lòng làm thế. Ơ, mình có làm gì đâu nhau. Mình có đang bị sợ chết đây này. Các bạn nhiều kill quá rồi, mình không kill. Mình buồn. Ồ, mình sẽ đi lẻ các bạn ơi. Mình không phải sống được với team của mình nữa. Đi ơi, đợi mình sẽ. Wow, Huân Nhi ơi. Cậu không xứng đáng. Cậu hãy đi bộ đi. Huân Nhi ơi, cậu không xứng đáng để ngồi lên chiếc xe đắt tiền vậy. Cậu hãy đi bộ đi. Đúng rồi, hợp lý. Máy cậu bằng lái xe máy chưa đúng không? Thế thôi đừng có mà đú lái ô tô nhá. Đúng rồi. Có đi xe máy à hay là ô tô vậy? Không biết. Chắc là ô tô. Tôi cậu càng không có bằng cậu đi. Cuộc sống thật hạnh phúc anh em ạ, khi mà ăn bộ sửa chữa giáp không bị đồng đội dựng tường băng. Wow. Hạnh phúc quá đi anh em ơi. À đi ơi, mình đến đây. Uầy các bạn ơi, mình không cần đâu. Mình không cần đâu bạn ơi. Cậu ơi, mình sẽ đến điểm trả cho cậu. Uầy đậu xanh, đậu xanh. Uầy mình không cần đâu, không cần bạn ơi. Uầy,
cô ở đâu bạn ơi? Ui các bạn cái mạng của mình. No. Oh. Mình đang bắn nó. Mình nhảy nhập vào xe các bạn cái mạng của mình. No. Mình buồn các bạn ơi. Kẹo qua phố buồn nên nhảy vào xe. Ô xe này gần đó rồi. Tại sao các bạn lại có thể rẻ rách như vậy được? No. Chúng ta not friend anh em ạ. Sao vậy những người anh em của tôi? Người anh em thiệt mạng. Wow. Tại sao các bạn lại đối xử với mình như vậy? Wow, chiếc xe của mình. Chiếc xe của mình, Huân Nhi, à đâu, sát thủ đã ăn trộm nó ạ. Được trưng dụng rồi cậu. No, sát thủ ơi. Cậu phải cảm thấy vinh dự khi được mình trưng. No, sát thủ ơi. Tại sao vậy? Bạn ăn trộm xe của mình. No, bạn ăn trộm xe của mình. Bạn thật rẻ tiền. Giá phải trả khi cậu. Hai bạn thật rẻ tiền. No. Ơ, bên này có xe ngon này. Anh à, em thấy anh Hoàng Anh liếm nhẹ hết cái mát. Sao anh chỉ trách anh Dũng vậy đâu? Thật ra là mình có bảo là Hoàng Anh chip money nữa mà anh em. Ow, đúng rồi. Cậu làm cái trò gì vậy? Ơ, các bạn ơi. Cậu làm trò gì vậy? Các bạn đừng bắn nhau nữa, là mình sợ. No. Cậu làm gì vậy? Đúng. Bây giờ mình không có xe đi anh em ạ. Mình phải đi tạm xe máy này. Cuộc sống thật khốn khổ các bạn ơi. Bắn rốt xe đi, ok đâu. Ui, mấy bạn làm gì vậy? Mấy bạn làm gì vậy? No. Chị nhà. No anh em ơi. Anh em làm gì vậy hả? No. Anh em ơi, anh em ơi. Đừng. Đừng các bạn ơi. Đừng các bạn ơi. Đừng các bạn ơi. Đừng các bạn ơi, đừng các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn ơi. Các bạn đừng ăn mạng được không? Các bạn đừng ăn mạng được không các bạn ơi? Wow. Các bạn ăn, đừng ăn mạng được không, đừng ăn mạng được không, đừng ăn mạng được không các bạn ơi. Các bạn đừng ăn mạng được không. Các bạn đừng ăn mạng được không các bạn ơi. Wow. Các bạn đã kêu xong rồi ư? Chưa. Ui, mình buồn quá các bạn ơi. Tại sao các bạn lại như vậy? No. No. Anh em đang hết mạng rồi sao? Quân Nhi thật rẻ tiền hay là thằng kia rẻ? Ui, Quân Nhi rẻ tiền các bạn ơi. No. No các bạn ơi. Các bạn đừng ăn mạng nữa. Quân Nhi các bạn ơi. Không chạy. Các bạn đừng ăn mạng nữa các bạn ơi. No. No các bạn ơi, no các bạn ơi. Các bạn ơi, ui các bạn ơi, các bạn ơi. Ui. Ok. Anh em ơi. Xí kẹo mới được có 3 kill thôi các bạn ơi. Các bạn làm gì vậy? Không kill á? No. Ui. No, bạn đừng rẻ tiền nữa, Huy Nhi phải gần 10 kill rồi anh em ạ. Nó rẻ tiền các bạn ơi. Đúng rồi, nãy giờ cậu này. Nãy giờ thì mình trang bị. Bạn ơi, mình không cần đâu bạn ơi, mình không cần đâu bạn ơi. Mình không cần đâu bạn ạ. Ơ, các bạn ơi. Ui. Ui. Cái đầu nó này. Câu liệu hay sai lầm rồi anh em ơi. Sai lầm rồi các bạn ơi. Kẹo câu liệu hơi sai lầm rồi anh em ơi. Ui, cái câu liệu số này. Gắt à nha. Đây. Alo, các bạn làm gì mà căng? Wow. Ghê vậy anh em. Anh em mình cứ cạnh xem làm gì. Láo. Đây bạn ơi, đây bạn ơi, kẹo mình lên. Hãy kẹo mình lên các bạn ơi. Không, để mình ăn mạ. Cứ trả nó ở dưới này. No. Tụi mày muộn nó cũng phải nhảy xuống mà. No bạn ơi. Cậu hiểu không? Tụi mày muộn nó cũng phải nhảy xuống mà. Ui. À, thằng này bị 1 cân bà, thằng này bị 1 cân bà. 1 cân bà để coi. Ui. Sát thủ đang chạy lên, sát thủ chuẩn bị ăn mạng. No. Oh. No các bạn ơi. Chúng ta không phải đồng đội nữa các bạn ạ. Nãy giờ mình trang bị giảm thanh, còn các bạn thì sao? No. Mình không có giảm thanh trang bị. Các bạn còn phá xe nữa, các bạn rẻ rách. Ơ đừng nói các bạn đi cậu Huân Nhi thôi. Huân Nhi ơi, phá xe của đồng đội. Wow. Đây nó là cái hành động gì vậy Huân Nhi ơi? Nó là cái hành động gì vậy Huân Nhi ơi? Tại sao con người bạn lại rẻ rách như vậy? Mình không thể tin được. Các bạn ơi, bắn chậm đi. Đừng ở ngoài nữa. Ô các bạn, mình nghe khi xưa, mình đã sai lầm khi add bạn vào SK Team. Mình sai lầm khi add các bạn vào SK Team. Ui, sát thủ ơi, cứu. Đây là lúc mình cần cứu, sát thủ ơi. Quay lại phía sau. Quay lại phía sau, Huân Nhi. À, sát thủ ơi, Huân Nhi cứu này. Thằng sát thủ nó cứ cuốn máu anh em ạ. Đậu xanh sát thủ. Tôi cuốn máu đã anh em ơi, cuốn máu đã. Ui, ghê vậy, sao chơi. Mình không cuốn máu được rồi bạn ơi.
Còn bao niềm tin anh em ạ. Con này rồi. Tranh ngộ rồi các bạn ơi. Ui. Thôi. Đấy, các bạn ham ăn mạng cho lắm vào. Các bạn ham ăn mạng nữa đi. Anh em ơi. Đồ. Chỉ vì các bạn ham ăn mạng và cái kết. Tin cái em. Wow. Các bạn đã rút ra được bài học chưa? Hai kêu các bạn đã thấy chán chưa? Chúng ta thật là đen quá mà. Đây là cái kết dành cho các bạn đấy. Các bạn ăn quá nhiều mạng và bỏ rơi mình 3 kêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.